nhiều thế. Thôi, vậy đừng đẹp thế. Đi xuống qua cho sớm, bỏ qua cho chị nhờ. Đi dần đi, qua đi được. Miếng đấy mới ngon. Mà kè bao nhiêu cứ tù mù. Con cá nhỉ. Phải đánh con to chứ. Ủa, làm nhiều thế. Để cho trộn một tí mà.
Đây ba anh mông. Nhiều lại bỏ ra. Hơn một tí. Bây giờ không lọc ra. Yeah. 70.000 thôi. Thế được.
khổ.
Ui, đi đi kia này. Ui ô. Nó đẻ nó đồ hả? Lẽ mình toán bỏ cà phải chứ. Bằng một tập tỏ em bố đào. Hướng cái gì hương nữa? Hương hoa, tôi thấy hắc ạ, tôi hâm mình ngủ về á. Cảm tố gì á. Tôi thấy là giỏi đấy. Mà như qua này con ạ. Vâng. Nên cảm tố. Tôi hiểu thu lần của thuốc công ty ấy, yêu hát cảm tố à. Cái cháu thấy pháo nha mà. Nó bảo nên nhía cái cùi nó, nó bảo nên bút đi. Tao mà tao cho là nhé quy do giả đi chở cái là lúc mà ta đã bị điên cái đó. Nhìn được thuê nào thì đó tôi đó tôi trả tha tôi nhận thắm. Lục ấm trà gốm sứ lớn nhất Việt Nam. Tôi thắm cái gì thắm được đâu. Bên trong nhà chúng chỉ nhìn đó. Chỉ sang cái mình đang. Ăn chưa nãy, không cần ăn cả. Rồi, quên, từ bia mà quên thì khó lắm. Dạ. Dạ. Mày muốn bật nó mà khoai khoai nổ pháo à? Khoai sang mấy ngà. Tôm đi mà khoai chơi. Ôi, ôi, tôm nhiều thế nhở? Có khi lại lấy tôm bằng hai ngón nhỉ? Bằng hai ngón. Cá nhiều đấy. Được tầm khoảng mấy chục cân chỗ này? Chắc chục cân thôi. Chục cân. Bà anh uống nước anh. Vâng, đưa đi. Sao nó còn? Một mà. Một à? Cái gì lắc ấm 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 ấy nhỉ? Sống, sống nước. Bây giờ được 10 kg. Chắc được khẩu à? Đây được khẩu bằng xào có cái món tôm biết cho chú là nó ngon. Chứ nó làm nó ngon. Để tôm về nó đây. Dưới này chắc toàn cá to nhỉ anh? Lấy cá cân 2 cân thôi. Có cả chép à? Không có chép đâu, nheo, à, nguyên nheo thôi. Thu nhập tôi thì ta phải tiệm. Thốn tầm mắt. Cái này chỉ để ăn ngon, chỉ ngon là ngon, chỉ để nướng chín rồi đi. Đúng rồi, bay đi hết chưa?
Nhớ, nó chạy ra và đêm vui nhớ. Cái này nó vừa, cả bé đều như nhau ấy. Ở nhà đi thì không gọi không? Có cho sắp sắp. Tại sao? Cái cân đâu nhỉ? Để em cân đâu nhỉ? 93 cân đấy. Thế thôi, qua đánh cái mặt này thôi. Cá này có chưa nhiều nhỉ? Cái gì cần cá này cần bao nhiêu? Em bán ngoài này 30 nghìn, cũng bán được chị 30 nghìn. Có tiền này đâu? Chắc là có. Chú đi ở đâu? Đến 10 chị. Ôi ôi, tiền luôn đã. Về nó đi tìm thêm. Tưởng chưa nấu cơm, trên này nấu cơm, nó ăn cơm đấy. Nấu. Cái đây đang quay ra nhà chứ. Mày béo. Cả nghèo chắc là nghèo mà. Béo nó nè. Nhà ngập tốt là dễ nhé. Ở đây mày nhủ bé mày tôm lại. Thuyền nó lật đấy nhỉ? Chú. Đấy, thuyền cỡ nhất không nhận được rõ. Đợi tao lắm mà. Ôi giời, con cả van, lục cả van. Con bé này, mà tôi đâu cả van đấy. Tôi bảo nó non cả van. Mời trước đi nhé. Bắt đầu đâu? Chưa. Phi là nó ấy à? Ờ. Nó có. Có cái gì? Có cái không buộc, cái trên xanh bên này không buộc ấy. Giống phân đặt lên xem là giờ ngã luôn rồi. Ôi nó nhìn thấy nhiều không giờ không thấy đâu không nặng không. Uống 23 chén là nghỉ thôi. 2-3 chén gì, cái chai đó có 12 chén. Khó đấy. Kéo anh phát lên khó à? Đây còn to cái kìa. Con này bé to này. Con này chưa to. Con này chấm à? Ừ. Chui chui cái này không coi gì. Chui tiêu ăn. Loại này thoải mái ngủ cả ngày. Loại này này. Cá nào cũng lấy. Ờ, mình đắt pin, đắt cá. Hai mươi cả bì. 20 cả bì cứ đi đổ đấy, đổ bông đấy. Cháu nhắc đi.
nhấc cái này, nhấc cả cái này hồi nhóm kia đâu kìa. Chú ơi, đồ bao đi đầy nắp vào. Còn chảy cả muối cả máu ra mà. Con quả to này. Con quả lấy đi nướng ăn. Quả này nấu nướng ăn mới ngon. Con chim không chưa đủ để lấy chứ. Cá to mà cân hả? 22 cân cả cái rổ không? 22 cả rổ 21 cá. Nhấc cao lên. Đấy, dễ đừng đạch thế. Thả. Đấy, bắt đầu hành trình chạy máy. Đậy lỗ vào nhá. Nhảy đấy. Đồng tổng hợp mà. Đúng 3 triệu tròn nhỉ. Đây đây chú đếm của cháu xem. Mai gặp anh em là vẫn còn uống rượu nhá. Chúc các cháu mình khỏe và làm mọi công việc thành công nhá. Cạn với chú chưa? Không cạn được đâu. Dạo này lâu lắm cũng không qua Bắc Cạn nên chắc không cạn được chú. Anh nhớ không? Trong ghế. Mình tự trồng được à? Không? Đi thuê là nhanh ghế thôi. Nhà năm ấy. Đi chân đâu. Cá này lấy cái dao đi để mổ đi theo đường ấy, theo thuyền ấy. Cá hả? Không mang dao đâu. Không mang dao. Con này có ngon à? Ui, sản phẩm tốt thì tốt mà kiếm biết thì càng ngay. Khá phải chín. Bé lố, hỏi làm tài hả?
Đây đây từ từ đã. Bên này bên này. Đây này, đây này, đây này. Ra đó. Ở đây thôi. Ăn đi.
đi 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 nữa ăn. Thank you.
Oh,
Nó lấy thêm ấy, hay là làm nó đấy, 65.000. Mấy bữa rồi. Mới hơi ít. Đây là thịt lấy hết.
Cái thảo quả này nó ướp nó còn không phối được nữa. Nhà mình có bằng đấy không? À đâu? Sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng. Khuyến mại giảm giá đây cực sâu, giá riêng rẻ cho bà con chỉ có 10.000 đồng ba sản phẩm, mà ba sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng nào. Bà con anh đứng lựa cái khẩu trang 10.000 đồng ba cái, nhíp băng dính 10.000 đồng ba cái, và băng tay 10.000 đồng.
Bên miền Bà Đệ.
Em ơi, bán rẻ không? Bán rẻ mà, em có bán lấy đâu. Chị thích lấy thôi. Chị ơi, miếng đấy mới ngon. Em đảm bảo cho chị luôn. Em cắt cho chị cái đầu đấy cho nó đỡ bị hỏng. Vâng. Lấy dao xỉa xỉa đi. Cái này củ mai gì? Mày mấy không? Chỗ mở ấy. Hả? Nó mở lắm. Đấy củ từ mà. Từ ô, từ từ gai. Gọi là từ ống à? Từ gì? Ô, cho cắt được mấy cân đó. Chẳng qua trêu chị ấy nói gì đâu. Bao nhiêu? 20.000. Ừ. Đấy. Nhưng mà củ này ý đơn. Mà kè bao nhiêu? Cứ từ 20 nhá. Nó mở không? 20. Cho mà tại. Ăn cho ngon là mua giá cao hơn cho ông củ này chắc ngon. Không ngon thì cho lợn. Ông Hán ăn được chứ nào, mới đang một củ. Ừ. Mà kè. Thôi từ 20.000 cũng thì đào khó đấy. Ừ, đào khó chẳng qua. Vâng. Lâu rồi, phải. Ừ. Tân Bình á? Đấy.
cá. Ôi dồi, như là con con cá nhỉ. Cá sấu. Ừ, sấu nhỉ. Ừ. Má thấy ông Thái ăn cá sấu. Ôi. Ừ, già này mới thấy cái củ 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 to này ố. Ông nhìn trong nó trắng. Ừ. Đâu ăn ngon là lấy tiếp. Vâng vâng. Không nên lấy cái gì đó. Đấy, đi ăn cũng được thì chẳng nào các cháu ăn cho nó biết gì. Đây cháu bẩn quá rồi ông. Ôi giời. Chắc là ngọt trồng thôi. Cái này mình lấy ở chứ. Nhưng mà nó ngọt thêm, chẳng quả ăn được. Vâng, đây là chỉ có luộc. Đúng rồi, luộc cũng được. Ủa, chỉ ngọt thế này chỉ có phấn đường. Nhưng mà vừa ăn ngọt lắm. Vâng. Chỉ lấy những cái trong nó trắng thế này cơ mà nó không phải màu kia nó cũng vậy mà you
ăn không? Có thích ăn đâu.